Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ, Hàn, Nhật lập tức tập trận trên không. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 2 tháng 4 tiến hành tập trận chung trên không với sự tham gia của máy bay ném bom B-52 gần bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chung trên không diễn ra trên các vùng biển ở đông nam đảo Jeju, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa hướng vào vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận được tổ chức nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên, đồng thời nhằm củng cố năng lực ứng phó của ba quốc gia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung trên không là cuộc tập trận ba bên đầu tiên được tổ chức giữa ba nước trong năm nay. Cuộc tập trận ngày 2 tháng 4 có sự tham gia của máy bay ném bom B-52H có thể mang theo vũ khí hạt nhân, cùng các chiến đấu cơ đến từ ba quốc gia. Hãng tin Yonhap dẫn lời từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết sẽ mở rộng các cuộc tập trận chung để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên được cho là đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6 giờ 52 phút ngày 2 đến 4 giờ địa phương. Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 trong năm nay của Bình Nhưỡng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản kêu gọi các tàu cảnh giác và báo cáo bất kỳ vật thể rơi nào mà không đến gần chúng. Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế ES của nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá tên lửa này đi được quãng đường 650 km và đạt độ cao tối đa 100 km. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết tên lửa bay khoảng 600 km trước khi rơi xuống biển. Theo Yonhap, các quan chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên có thể đã bắn thử một tên lửa tầm trung được trang bị đầu đạn siêu thanh để kiểm tra hiệu suất của hệ thống phóng tên lửa sau cuộc thử nghiệm động cơ vào tháng trước. Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Hàn Quốc nói với hãng tin Yonhap mặc dù tên lửa bay chưa đầy 10 phút, ngắn hơn thời gian bay của các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xa IRBM trước đây, nhưng tốc độ tương đương với tên lửa siêu thanh. Trước đây, vào ngày 20 tháng 3, Bình Nhưỡng thông báo thực hiện thành công cuộc thử nghiệm phản lực trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn dành cho loại tên lửa siêu thanh tầm trung mới. Đây được đánh giá là loại tên lửa khó phát hiện và bắn hạ hơn. Vào tháng 1, Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung xa IRBM được trang bị, thứ mà họ gọi là đầu đạn có điều khiển cơ động siêu thanh.